Namo A Di Đà Phật, Namo A Di Đà Phật, Namo A Di Đà Phật. Kính lễ Đức Thầy, Đức Phật. Ngày hôm nay con lên đây để quay đoạn clip này cho bổn đạo gần xa được thông giáo lý của Đức Thầy, của Đức Phật. Namo A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin thành đồng đọc lại 10 điều ác mà Đức Thầy đã chép và để lại trong quyển thứ 5, tức là quyển khuyến thiện. Nam mô A Di Đà Phật. Ác thứ nhất ấy là lương thiệt, với người này dùng lời tha thiết đền kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chừa đi hương đạn bớt rầy, dùng sự thiệt giải bài tâm trí. Người cho nhau tại mình gia vị mà cũng không hưởng được lợi danh, sao rõ ra chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. Ác thứ nhị ý ngôn chất chưa đợi cho người lầm lỗi xéo dài, của tiền nhiều tử phủ rằng hai, chú ý thế nhiếc xài kẻ dưới. Lắc lẽo chi có ba tật lười, quan ý khôn mạc sát dân ngu, nghèo ý lạnh lâu sượt lũ bù, ôi thay thế lòng đau tờ cắt. Viên ba tánh dịnh lòng cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường công nhân, dùng tự ngôn nói tận đáy lòng, dù trên dưới cũng không mấy khác. Chúng vô phước đời này dốt nát, người khôn ngoan chỉ dần mới là lời trang nghiêm em ai thốt ra, đừng bao biêm mới là nhân tiền. Tới ác khẩu thứ ba bài biện tiếng tục tàn thô lỗ hung hăng, nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu, hâm đánh giết những người hẹn yêu hiếp sớm chòm, cô bác chẳng kiên, trong gia đình chơi rủa liên miên, hết dương thế kiểu sang thần thanh. Chẳng kiên nề Phật trời thưởng cảnh, cõi lòng cũng mời tình tối ngày, đời ám u tội trạng thảm thai, khuyên ba tâm ba gia ráng bò. Gương tổ phụ còn soi lại đó, sao không theo nề nếp gia phong, chữ thánh thần đâu có mất lòng, mà kêu réo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là rộng rạch, những đàn bà khẽ khắc cháu con, kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ác mang tay ách.
lỡ lời tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra, đoạn chánh hiền từ tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đâm. Ác giọng ngữ tới tới cùng câm nói thêm thừa, quyến hoặc đủ điều, ghét người thời kiếm chuyện dệt theo, thương diện lẽ thấp cao bào chưa. Đời bất công mấy ai xem, sửa trên điêu ngoa dưới trắng phục tòng. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chi công, mà ăn ở nói năng chân chất. Phật tử bi độ trong ý nhân, vật là lực kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dưỡng tay ương, đừng có trách sao không trị bào. Từ nho tôi đến người trưởng lão, mắt trong vòng sanh tử luân hồi. Xuống diêm đình thấy tội hồi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xa tội nay còn một lúc, sao không tu đặng có nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, chồng bông kiện giống chi hưởng nay. Xuống địa ngục cũng tại tâm, làm quay về thiên đường tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Thôi đi, Nam Mô A Di Đà Phật.